Ba cả nhà ơi, tối nay Nấm sẽ ra phim tập 3 nha cả nhà ơi. Ba Duy cũng đang rất là bực. Thề luôn, qua lúc đẩy tôi lên tới đó rồi mà tôi bị gớt. Mắm điều sinh này, Su Luna với mắm điều sinh. Nói trước nếu không muốn hot và tốt tốt thì không fake. Cố lên mẹ Nấm, thương chị quá. Thương ghê, hồi nãy mọi người thấy cái ba trời ơi, còn có hai cục phơ mà để cho rớt. U là trời, nó tức tức cái lồng ngực quá mọi người ạ. Hello 300 con ở không, 250 con người đang xem live của Nấm. Nấm đẹp quá này. Nấm cảm ơn mọi người nha, Nấm siêu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Yêu thương, yêu thương. Bộ phim gì vậy Nấm? Hả? Phim gì là sao? Phim Nấm đang đang ra là đang làm hả? Thiếu nữ và quý ông. Mày á bưởi, mày á bưởi, mày á bưởi. Có một sự lương. Ok mày á bưởi, mày á bưởi, mày đau đau lòng. Ủa Nấm, Nấm ơi, Nấm sao vậy Nấm? Trời ơi Nấm, Nấm của tôi. Ok, sắp đuổi kịp Ba Di rồi. Ok á. Lên. Lên xe đi. Lại một cái map. Quái quỷ. Đối với Nấm thì cái map này cũng không quá là khó, nhưng mà đòi hỏi là chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Đó, thấy chưa? Không cẩn thận là gớt liền. Gớt liền. Nếu mà cũng rớt được mọi người. Nếu mà cũng rớt được. Ok. Tôi đau lòng quá. Chuẩn bị. Lên. Trời ơi, Ba Duy leo lên tới đỉnh rồi. Ghê vậy Duy. Rồi. Gớt, gớt. Jen Elvi. Giỏi lắm em ơi. Để những đứa con của Nấm, Nấm đào tạo để leo tháp không à. Sao vậy Duy? Trời ơi. Chúng ta nên từ từ ha. Dù gì thì mình cũng đang dẫn đầu mà đúng không? Cứ từ từ ha. Lại một cái map màu hồng. Có vẻ hơi bị khó nuốt nha cái này. Cái này thì Nấm không có chơi nhiều nữa nên là Nấm đang không biết là leo chỗ nào được mấy đứa. Ủa sao mấy đứa leo lên được vậy mấy đứa? Trời ơi, rồi tôi leo lên chỗ nào trời? Ủa alo.